PSG đã có một khởi đầu thảm hại ở mỗi hiệp trong trận đấu với Newcastle, và Rio Ferdinand đã đưa ra nhận định trên TNT Sport. Đội bóng thiếu quyết tâm, tập trung, và thậm chí lười biếng. Trái ngược hoàn toàn với Newcastle, đội bóng đá năng động và sáng tạo. Ferdinand đã lên tiếng nhấn mạnh rằng PSG cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm của mình trên sân khấu lớn. Nếu không, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt, đặc biệt là trong bầu không khí cuồng nhiệt như trận đấu này. Trong trận này, PSG đã kiểm soát bóng lên đến 74% và thực hiện tổng cộng 11 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng vào khung thành đối phương. Trong khi đó, Newcastle thực hiện tổng cộng 12 cú dứt điểm và đưa bóng vào lưới PSG tới 8 lần. Sự khác biệt về hiệu suất đã biến thành 4 bàn thắng ở mỗi hiệp, lần lượt do công của Miguel Almiron, Jan Bern, Son Longstaff và Fabian Ska. PSG chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất do cú đánh đầu của Lucas Hernandez ở đầu hiệp 2. Đây là lần đầu PSG để thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu kể từ trận hòa 4-4 trước Amiens tại Ligue 1 vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Đây cũng là trận thua lớn thứ hai của PSG dưới sự quản lý của đội chủ sở hữu Qatar trong Champions League, sau trận thua 1-6 trước Barcelona ở vòng 1/8 vào ngày 8 tháng 3 năm 2017. Trận này cũng là trận thua đậm nhất của PSG tại vòng bảng Champions League kể từ trận thua 0-3 trước Chelsea vào tháng 9 năm 2004. Theo Ferdinand, PSG có một khởi đầu tốt với cú volley sát cột của Ousmane Dembélé ở phút thứ 5, nhưng sau đó, họ đã chìm xuống và để cho Newcastle tạo ra áp lực lớn. Ferdinand cũng bày tỏ sự khó hiểu khi huấn luyện viên Luis Enrique sử dụng đến 4 tiền đạo Goncalo Ramos, Kolo Muani, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé và xếp tiền vệ 17 tuổi Warren Zaïre-Emery đá cặp với Manuel Ugarte. Ferdinand cho rằng đây là một hàng tiền vệ nhẹ ký và PSG đã phải trả giá với sự trừng phạt từ đối thủ. PSG đã trải qua một mùa hè biến động với việc chia tay nhiều ngôi sao lớn và tân binh đến từ Milan Skriniar, Ma.